Số 22 tượng trưng cho nguyên tắc của sự chính xác và cân bằng. Khi nó nhận thức được khả năng của mình như một người xây dựng tài giỏi, nó có thể đạt được những điều tưởng chừng như không thể. Số 22 có thể biến những giấc mơ hoài bão nhất trở thành hiện thực. Có thể nói, nó là số thành công nhất trong tất cả các số. Nó có được sự sáng suốt đầy cảm hứng của số 11, kết hợp với bản tính thực tế và cẩn thận của số 4. Nó không có giới hạn, nhưng lại rất kỷ luật. Số 22 nhìn thấy những gì căn nguyên nhất và đưa nó vào hiện thực. Nó có nhiều ý tưởng, nhiều kế hoạch lớn, có lý tưởng, có tài lãnh đạo và lòng tự tin vững mạnh. Tài năng, truyền cảm hứng cho người khác, trực giác, thực tế. Mục tiêu cá nhân, hòa nhập những tính cách trái ngược trong mình và đưa những cảm hứng và ý tưởng vào hiện thực. Sợ hãi, thua cuộc. Nghề nghiệp, sẽ thành công với chính trị gia, người kinh doanh, luật sư, người quản trị. Ưu điểm. Số 22 là con số mạnh mẽ và quyền lực nhất trong tất cả các con số đường đời. Người mang số 22 có nhiều tài năng thiên bẩm và có thể thành công trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Tài năng của số 22 phụ thuộc nhiều vào lý tưởng và tầm nhìn của số 22 sẽ hoạt động được tốt nhất nếu số 22 biết sử dụng chúng để lôi kéo người khác cùng hướng tới mục tiêu của mình. Mục tiêu của số 22 thường lớn lao và đòi hỏi phải có những cải cách, đột phá để thực hiện. Nhờ có thể hòa hợp giữa tính thực tế và những ý tưởng sáng tạo tưởng chừng như viển vông, mục tiêu của số 22 có tính khả thi cao. Có thể nói rằng số 22 là con người mơ mộng với đôi chân đặt trên mặt đất. Số 22 là những người có nguồn năng lượng sống dồi dào và có thể truyền ngọn lửa nhiệt tình hừng hực cho những người xung quanh mà ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận ra. Sức sống cuồn cuộn chảy trong số 22 một cách tự phát. Số 22 có đời sống tinh thần phong phú, những ý tưởng, tư duy, sự thấu hiểu tới với số 22 một cách dễ dàng, không phải gò bó, cưỡng ép. Dường như với số 22, luôn có một cây cầu nối giữa ý thức và vô thức, khiến số 22 luôn có trực giác tốt và khả năng sáng tạo cao. Số 22 có khả năng sửa chữa và xây dựng những vấn đề trong cuộc sống. Số 22 thẳng thắn, thực tế, đáng tin cậy và ít khi mơ mộng hão huyền. Tài năng của số 22 nằm ở việc sắp xếp, tổ chức và lên kế hoạch, nhờ có thể nhìn nhận mọi điều một cách thực tế và hợp tình hợp lý. Nếu thực sự muốn và quyết tâm, số 22 có thể biến những kế hoạch tưởng chừng như viễn tưởng nhất trở thành hiện thực. Giỏi kinh doanh và chính trị, số 22 có khả năng nắm bắt được những tình huống có phạm vi lớn và có thể đưa ra được những phương án hành động tốt. Số 22 biết cách nhìn ra tiềm năng của một ý tưởng cũng như nhận ra bằng trực giác những giới hạn của ý tưởng đó. Nhờ vậy, những phương thức mà số 22 đưa ra để thực hiện ý tưởng thường dễ dẫn tới thành công. Trong quan hệ, số 22 là người bạn, người tình kiên định. Số 22 có thể đưa ra những lời khuyên sáng suốt cũng như là chỗ dựa vững chắc và tinh thần. Nhược điểm. Yếu điểm lớn nhất của số 22 là số 22 thường có ít niềm tin với người khác và vì vậy có khuynh hướng giành lấy quyền kiểm soát tình thế và nhiều khi có ý muốn chi phối người khác. Lời khuyên. Số 22 cần học cách chia sẻ những ý tưởng, tầm nhìn của mình và để người khác cùng đóng góp. Số 22 không nên chỉ sử dụng tài năng của mình cho những mục đích ích kỷ cá nhân nhỏ bé. Quay lưng lại với những mục tiêu lớn lao sẽ khiến số 22 phát sinh ra những cảm xúc tiêu cực và cuộc sống mất đi sự cân bằng.